Sáng nay tại Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN 16, AMRAI 16 khai mạc trọng thể. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cùng các Bộ trưởng phụ trách thông tin của các nước ASEAN. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Hội nghị lần này có chủ đề Truyền thông từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng, làm chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự. Chủ đề nêu bật vai trò sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới, đưa thông tin trở thành động lực của phát triển, không chỉ cung cấp thông tin mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ thông tin thành tri thức để xây dựng một ASEAN tự cường, củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu và thích ứng để khẳng định vai trò vị thế của ASEAN không chỉ hướng nội mà còn sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay.